vỏ nhẫn xoàn nữ full kim cương thiên nhiên 3D 3 mặt. Mẫu này là mẫu mới nhất năm nay nha. Thiết kế theo cái kiểu đó là phong cách luxury, phong cách hoàng gia. Nhìn nó giống như là một cái vương miện, nhìn từ bên hông nhìn qua nó giống như một cái vương miện, một cái mão của nữ vương, một cái mão của hoàng hậu. Còn cái phần mặt trên á, chỗ phần những cái chấu á, là có những viên kim cương tắm là từ 2 ly, 2 ly 1. Rồi phần bên ngoài, cái vòng bên ngoài là những viên kim cương tắm hảo hạng 3 ly 6 nha. Những viên 3 ly 6 trắng top luôn. Và đặc biệt cái vỏ này là sự kết hợp giữa hộp sòng tròn và hộp sòng Target. Bên hông là những viên kim cương Target 2 ly 8, 2 ly 9. Vỏ này có rất là nhiều kim cương tắm xoàn nha. Đai là 5 hàng hộp. Còn cái phần mặt tiền á là có 2 hàng vòng tròn. Một vòng phía trong là 2 ly, vòng phía ngoài á là 3 ly 6. Cái vỏ này có hơn 204 viên kim cương từ 1 ly 4 đến 3 ly 6. Vì nó 3D 3 mặt nha. Và đặc biệt cái phần phía dưới cái vương miện á, khách phần cái lọt lòng ở dưới cũng là những viên kim cương 1 ly 2, 1 ly 3, rất nhiều kim cương nha. Và ổ chủ lên đẹp nhất cho cái vỏ nhẫn này á là 6 ly 8 đến 9 ly. Vỏ nhẫn xoàn này có trọng lượng nặng về vàng á là 13,36 gram vàng, vàng ý 750. Mẫu này là mẫu vỏ nhập Hồng Kông, Hồng Kông chế tác nha. Tất cả những viên kim cương tắm trong cái ổ nhẫn này là nước DEF và độ sạch là VVS cộng. Giá của chiếc nhẫn xoàn này hiện tại là có giá là 156 triệu đồng. Và hôm nay chị khách mua luôn một cái viên kim cương 7 ly 2 nước tri móc ngoéo IF 3 Excellent Fluorescent nên rất là rẻ vì nó dưới 1 carat rưỡi và mình lựa cái viên này lớn giác cho chị này luôn. Chị này mua rất là hời. Một cạnh là 7 ly 2 và một cạnh 7 ly 3. Nhìn rất giống một cái viên kim cương, nếu mà cái chấu này lớn á, nhìn rất là giống một viên kim cương là 7 ly rưỡi. Khách xem nè, cạnh là 7 ly 25 và cạnh là 7 ly 31 dưới 1 carat rưỡi. Tri móc ngoéo 3 Excellent Fluorescent lên trên cái vỏ mà bốn cái chấu lớn này nhìn y như viên 7 ly rưỡi luôn. Đẹp lắm khách ơi. Và cái hộp này nè khách, chỉ có là 289 triệu thôi. Nếu mà mình mua nước D là 630 triệu, nước F là cũng 550 triệu rồi. Mua nước Tri chưa được 300 triệu nữa, chỉ có 200 mấy thôi. Quá rẻ luôn rồi, cạnh 7 ly 30 mấy. Kim cương bên mình là bán lỗ 10, đổi lỗ 5. Còn vỏ trang sức là bán lỗ 25, đổi lỗ 15%. Đeo 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm, cứ đem hóa đơn thu y như vậy. Mua hàng vui lòng gọi em 0907463131. Tất cả các sản phẩm bên em không bán online nha, chỉ bán tại cửa hàng. Subscribe để theo dõi những video mình chia sẻ. Cảm ơn. Vỏ nhẫn xoàn full kim cương thiên nhiên, vỏ vuông nha. Và đặc biệt nó có 2 tầng hộp xoàn tạo nên một cái độ trắng chiếu của kim cương cũng như là độ lấp lánh. Thì cái vỏ này chỉ vào được cái viên chủ từ 6 ly 3, 7 ly 2, 8 ly 1, 9 ly, 9 ly rưỡi thì rất là đẹp. Vì chấu lớn và đường kính lớn không thể nào dưới những viên 6 ly vô cái vỏ này rất là ổn nha. 5 ly 4 vô cái vỏ này rất là ổn. Tại vì cái đường kính của cái mặt vuông này là 18,7, kể như 19mm đó, khá lớn. Những cái viên kim cương mà dưới 6 ly vô nó lọt thỏm mà không có đẹp đâu. Chỉ dành cho những viên size đại thôi ha. Về vàng, vàng là nặng 8,27 gram vàng. Có bao gồm những viên kim cương như sau: 8 viên 3 ly 1, 16 viên 2 ly 7, 20 viên 2 ly 1 ly 9, 32 viên 1 ly 4 đến 1 ly rưỡi. Thì ổ cái vỏ nhẫn xoàn này là full 3D 3 mặt xoàn, nhìn ở đâu cũng thấy kim cương hết. Và đặc biệt nó có cái sự custom giữa hộp sòng tròn và hộp sòng emerald. Những viên kim cương trong cái ổ nhẫn này á, là nước trắng từ DEF, độ sạch là VVS cộng. Vỏ này là vỏ Hồng Kông chế tác và vàng nó là vàng 7,5. Cái chấu không vướng đồ nha, vì Hồng Kông họ chế tác họ dũa chấu rất là sát, cho nên không có vướng đồ nên khách đừng có sợ. Và cái này hơn 8 gram, cái vỏ này là khá là dày dặn. Và một lát nữa mình sẽ đưa lên cái viên kim cương 8 ly 6 nước ai, độ sạch là VVS1 Bark Excellent Fluorescent, giá rẻ. Đây là những cái viên kim cương hảo hạng để vào cái vỏ của mình nè. Và em còn một viên 8 ly 6 để lên cho cái vỏ nhẫn này nha khách. Cái viên này lên cho cái vỏ nhẫn này thì quá đẹp rồi. Và giá của cái vỏ nhẫn này hiện tại là bên em đang có giá là 87 triệu đồng cho cái vỏ nhẫn này ha.
Mua hàng vui lòng gọi em 0907463131. Kim cương bên em là bán lỗ 10, đổi lỗ 5%. Vỏ xoàn là bán lỗ 10, bán lỗ 25, đổi lỗ 15%. Cứ giữ hóa đơn đi, đeo 10 năm, 20 năm, 30 năm sau vẫn một chính sách thu đổi y như vậy. Khách có nhu cầu mua những viên kim cương một giấy BNG hay là GEA từ 3 ly 6 cho tới 9 ly là bên em có sẵn tại cửa hàng. Tất cả các sản phẩm bên em không bán online, chỉ bán tại cửa hàng thôi nha khách yêu. Subscribe để theo dõi những dòng sản phẩm em chia sẻ. Cảm ơn.